Atomat chống giật. Thử cái nhá. Đây nối dây. Nối vào đầu này này. Dây lửa ra đây nhá. Đây thử điện. Bóng bỏ, bóng đỏ có nhá. Đây. Mua thử điện nhá. Đấy. Bật lên nhá. Đèn sáng, có điện. Ở đây là cái dây với lửa nối ra đây để làm giống như dòng gió ấy. Đấy nhá. Miếng thịt giống như chân mình tiếp đất ấy. Đấy. Tự ngắt nha. An toàn. Nhà có trẻ con hoặc là dùng bình nước nóng điện này. Rồi bay bơm nước. Thì nên lắp cái này. Vì khi giả sử mà có giò điện ấy, thì nó tự ngắt ở cái tổng này. Cái này lắp vào tổng. Bảo vệ người không bị điện giật. Có giật thì nó chỉ nháy cái đầu ấy. Nháy cái lúc tiếp xúc này. Xong nó đã ngắt át rồi thì sẽ không bao giờ gây chết người được. Đó. Rất nhạy. Bình thường cái át bình thường nên nó sẽ không tự nhảy cho đâu. Cái át này là át gọi là át chống giật.